Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 4 Và ở Việt Nam các bạn xem cái video này đã là ngày 12 tháng 4 rồi Thì có rất nhiều bạn hỏi Thuận về cập nhật liên quan đến Ledger Nano Tại vì lâu thường không làm một cái video liên quan đến Ledger Nano Thì Thuận sẽ chi sẽ vâng làm sao để chúng ta có thể cập nhật cái máy này với các phiên bản mới nhất cũng như là cập nhật cái Ledger Live phiên bản mới nhất tại vì nếu như các bạn muốn sử dụng những cái ví chữ lạnh như là Ledger Nano X hay là Ledger Nano S thì các bạn cần phải dành thời gian để mà cập nhật để có được cái bảo mật mới nhất và nếu như bạn nào mà có điều kiện đó, theo ý kiến của Thuận thì các bạn cũng nên mua cái ví Ledger Nano X Nó mắc hơn một chút nhưng mà nó có dung lượng nhiều hơn các bạn không cần phải phiền phức Để mà các bạn phải xóa những cái địa chỉ ví trong cái ví chữ lệnh Ledger Nano S Tại vì cái ví này đó, cái ví mà rẻ tiền hơn đó, cái phiên bản Ledger Nano S thì cái ví này nó có cái dung lượng rất là ít có nghĩa là các bạn chỉ có thể lưu trữ khoảng chừng là ba cái ví mà thôi giống như các bạn lưu trữ được là bitcoin ethereum hay là litecoin thì đã hết dung lượng rồi cái máy nhỏ này thì khi qua dụng cái máy nhỏ này đó các bạn giả sử như các bạn đã lưu trữ bitcoin ethereum litecoin bây giờ các bạn muốn lưu trữ đồng neo hay là đồng xrp thì các bạn sẽ không tải thêm được nữa tại vì đã hết dung lượng tại vì dung lượng nó rất là ít thì khi mà điều đó xảy ra đó các bạn cần phải vào trong Ledger Manager, sau đó các bạn cần phải là xóa cái ví cũ để mà tạo cái ứng dụng cho cái ví các bạn cần. Thì khi mà bạn làm gì các bạn cũng đừng có lo tại vì khi mà các bạn sử dụng cái địa chỉ ví như là địa chỉ ví của XRPD các bạn đã xóa cái ví của... Litecoin ở trên cái ví Ledger Nano S Thì khi các bạn đã sử dụng xong XRP rồi các bạn có thể xóa cái ứng dụng XRP các bạn tải lại cái ứng dụng Litecoin trên cái ví Ledger Nano S này Thì các bạn hoàn toàn còn những cái tiền kỹ số của mình trên đó sẽ không bị mất các bạn đừng có lo chỉ có là nó hơi phiền phức thôi tại vì cái dung lượng nó quá thấp cho nên những mà nào mà có điều kiện nó có thể trả hơn một ít tiền để mà có thể mua được cái phiên bản la nano x thì phiên bản này nó có dung lượng tốt hơn và nhiều bạn hỏi thuận là giữa cái sự lựa chọn giữa la nano và cái sự lựa chọn giữa cái ví đó chính là cái ví trezor thì lựa chọn như thế nào Trezor thì cũng có hai cái phiên bản Đây là các phiên bản Trezor One Phiên bản Trezor rẻ tiền hơn Và Trezor cũng có các phiên bản Trezor Model T thì treasure model t là cái phiên bản mà nó mắc tiền hơn thường thật sự mà nói là đã mua cái ví này cũng mấy tháng rồi nhưng mà cũng hơi lười cho nên chưa có kích hoạt cái ví này khi mình kích hoạt thường sẽ làm một cái video để mà unbox để mình chia sẻ với mẹ cái ví treasure model t này là sử dụng như thế nào nhưng mà bây giờ thường vẫn rất là happy rất là vui với lại cái ví uh, treasure model 1 này thường đã sử dụng nhiều năm như bạn cũng đã biết thì giữa sự lựa chọn giữa ledger nano và treasure đó thì đã sử dụng nhiều năm thì thường vẫn cảm thấy là cả hai đều dễ sử dụng thường vẫn sử dụng cả hai cho nên các bạn lựa chọn phiên bản nào cũng dễ sử dụng hết nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới cái Ledger Nano S này cập nhật như thế nào sau đó chúng ta nói tới cái Ledger Nano S nếu mà Thuận đã cập nhật rồi thì thường sẽ không cập nhật lại nhưng mà cái thao tác cũng giống nhau mà thôi thì đầu tiên hết các bạn cũng phải tải về cái Ledger Live như bạn hỏi thường là thường có video hướng dẫn sử dụng Ledger hay không Thì nếu các bạn lên trên cái channel của thường Các bạn có thể tìm kiếm cái từ Ledger thì Thuận có làm một cái video cách đây một năm làm sao để mà cài đặt những cái bước căn bản liên quan tới Ledger Nano X thì các bạn có thể bấm vào để mà xem để hiểu rõ hơn đây là một cái video thường giải thích làm sao các bạn sử dụng và kích hoạt cái ví Ledger Nano X nhưng mà nào mà sử dụng cái phiên bản Nano Ledger S Chứ S là cái phiên bản rẻ tiền hơn thì cũng có thể là theo những cái bước này cũng không có gì gọi là quá khác biệt chúng ta bây giờ trước hết khi mà các bạn vào cái Ledger Live thì các bạn cần phải bấm vào portfolio thì ở đây các bạn sẽ có một cái thanh ở bên trên nếu như mà cái phiên bản Ledger Live của bạn cần phải được cập nhật thì các bạn cứ bấm update để mà update cái phần mềm trên máy di tính trước thì sau đó bấm bấm vào manager để mà update cái phần mềm ở trên cái ví là Ledger Nano S này thì trước hết chúng ta cần phải cắm cái USB vào sau khi cắm vào rồi các bạn thấy được là trên màn hình để là các bạn cần phải cắm vào sau đó là các bạn phải mở khóa cho cái ví của các bạn, các bạn cũng đã biết là mở khóa thì trên đây các bạn có những con số, đây là những cái con số mật mã mà các bạn đã tạo ra khi mà cài đặt thì chúng ta cần phải nhập vào. Sau khi đã nhập vào thì các bạn chờ một chút, thì ở đây nó sẽ bắt đầu loading và trên màn hình các bạn nó sẽ hiện lên một cái chữ đó chính là các bạn có cho phép cái ứng dụng trên máy vi tính kết nối với lại cái ví các bạn hay không thì các bạn bấm cái chữ cho phép nghĩa là cái nút ở bên tay phải, thì các bạn bấm vào cái nút bên tay phải này sau đó các bạn thấy được là trên màn hình nó sẽ loading để các bạn đi vào cái trang kế tiếp và các bạn thấy được đây là cái vấn đề mà thường đã chia sẻ mới đây các bạn thấy được là chỉ có tổng cộng là 120 trăm thôi cho nên thuận thì bây giờ chỉ lưu trữ có ba cái địa chỉ ví thôi thì đã hết cái dung lượng rồi các bạn cũng nên nhớ là mỗi lần mà các bạn chạy CD các bạn lâu rồi không sử dụng đó Các bạn thấy là trên màn hình đó cái phần này các bạn thấy được update available có nghĩa là hiện bây giờ đã thường có rất là nhiều những cái ứng dụng tại vì lâu rồi thường không có xài cái phiên bản Ledger Nano S này thường xài cái phiên bản Ledger Nano X trong cái thời gian qua cho nên lâu rồi thường không xài cái phiên bản Ledger Nano S này thì các bạn thấy được là có nên cập nhật cái vấn đề ở đây đó những mà nào mà lâu rồi không sử dụng sau đó các bạn là bắt đầu là cấm địa chỉ ví vào sử dụng như khi các bạn muốn sử dụng Ethereum đi hay là Litecoin hay là Zcash hay, hay là Bitcoin Cash hay là Bitcoin vân vân những cái mà các bạn thấy trên màn hình là đang chờ đợi các bạn cập nhật đó thì nếu các bạn lâu rồi không sử dụng mà các bạn tự nhiên sử dụng lại mà cảm thấy là cứ bị lỗi hoài thì một trong những điều đầu tiên các bạn cần phải check là cái ứng dụng trên cái ví các bạn đó cái ứng dụng trên cái ví này nó đã là cái phiên bản mới nhất hay chưa thì các bạn à, nếu như chưa phải thì cứ đơn giản là lên trên manager cập nhật thì sẽ sử dụng được thì à, điều mà thường muốn chia sẻ với bạn đây đó không phải là chúng sẽ cập nhật những cái phiên bản này mà chúng ta trước hết á, là muốn cập nhật cái firmware mới nhất có nghĩa là cái phiên bản 1.6.1 thì các bạn cũng đã biết là lưu trữ ví chú lạnh là một trong những cách lưu trữ bây giờ là an toàn nhất thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà cái an toàn thì đương nhiên các bạn cũng phải dựa vào là các bạn bảo quản cái ví như thế nào các bạn có bị người ta gạt hay là không vân vân nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất đó đó chính là tại vì bây giờ rất nhiều người có ý đồ xấu họ biết là bây giờ tiền kỹ thuật số rất là đáng giá và có rất nhiều tiền kỹ thuật số lưu trữ trong những cái ví chưa lạnh và nổi tiếng nhất đó chính là Trezor và Ledger như các bạn thấy trên màn hình thì đương nhiên ngày nào cũng sẽ có người tìm cách để mà làm sao có cái lỗ hổng nào để cho họ có thể là lấy tiền các bạn được hay là không ngày nào cũng có người có thể nói là ngày này bây giờ phút này cũng có một nhóm người nào đó đang tìm kiếm lỗ hổng của những cái máy vi chi lạnh này để cho họ tìm cách để mà hát vào để mà lấy số tiền của các bạn cho nên các bạn thấy được là lúc nào cũng sẽ có những cái cập nhật mới được chia sẻ bởi Ledger để cho đóng lại những lỗ hổng đó để cho không ai có thể là xâm nhập vào được. Nhưng mà cũng sẽ có những lỗ hổng mới cho nên các bạn cần phải đi ý trong nhiều mẫu thời gian các bạn nên lên trên cái ví chữ lạnh để mà cập nhật trở lại. Thì trước hết các bạn bấm vào Update Firmware tại vì bây giờ trên cái ví chữ lạnh này của Thuận nó đã uh, có phiên bản cũ rồi. Bây giờ có phiên bản mới đó chính là 1.6.1 như các bạn thấy trên màn hình Thì trước hết bấm vào update firmware Sau đó trên màn hình đây là một số những cái thông tin mới Liên quan tới cái firmware mới này đó, thì nó có những cái thay đổi gì Thì bây giờ đó họ nói là các bạn phải bấm vào I have my recovery phase Có nghĩa là chúng ta đã có 24 ký tự rồi Các bạn nên nhớ là lần đầu tiên cho bạn setup cái máy của các bạn đó, thì các bạn cần phải viết xuống 24 ký tự và 24 ký tự đó đó là trên máy đưa ra các bạn viết xuống các bạn không được in ra các bạn không được đánh máy và máy di tính các bạn không được có cái phiên bản 24 ký tự nào bằng phiên bản điện tử trên bất cứ máy vi tính hay là máy điện thoại các bạn đừng bao giờ chụp lại tại vì các bạn thấy được là điện thoại có thể bị hát máy di tính có thể bị hát máy in cũng có thể bị hát cho nên các bạn chỉ có thể là dùng tay viết xuống tờ giấy mà thôi sau đó các bạn cần phải nhớ lưu trữ tờ giấy đó ở đâu và một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với bạn là cái tờ giấy đó đó nhiều bạn thì nghĩ là một phiên bản duy nhất mà thôi ở bên mình là an toàn nhất nhưng mà các bạn cần phải nghĩ rủi ro giống như là giả sử như các bạn chỉ có một tờ giấy ghi lại 24 ký tự mà thôi thì lợi với tờ giấy đó Giả sử các bạn để nhà đi các bạn cất rất là kỹ không ai kiếm được nhưng mà lỡ như mà quả hoạn xảy ra hay là lũ lụt tới mà các bạn không có về nhà kịp thì lúc đó cái tờ giấy đó cũng sẽ là coi như là xong các bạn không thể nào mà có thể lấy lợi tiền của các bạn được cho nên một trong những điều mà bản thân thường làm đây không phải là lời khuyên các bạn làm theo nhưng mà các bạn cần phải nên có hơn một phiên bản và để ở những nơi khác nhau. Để làm gì? Để cho lỡ như là có cái vấn đề gì đó thì các bạn vẫn còn một cái phiên bản còn lại. Đó là điều đầu tiên thường muốn chia sẻ với các bạn. Điều thứ nhì là trên cái phiên bản mà các bạn lưu trữ đó, cái phiên bản mà các bạn viết xuống hai bốn ký tự đó các bạn cần phải thay đổi vị trí của một số những cái ký tự đó mà cái cách thay đổi chỉ có một mình bạn biết mà thôi lỡ như làm gì lỡ như mà ai đó ăn cắp được cái tờ giấy có hai bốn ký tự đó thì lúc đó họ cũng không thể nào mà dễ dàng mua một cái máy mới và học lại được tại vì họ không biết là ký tự nào bị đảo đó là điều thứ hai điều thứ ba là các bạn nên có hơn một cái máy giống như là các bạn thấy là thuận có rất nhiều à, những cái ví chữ lạnh thì nhiều bạn hỏi thường là tại sao thường lại lưu trữ nhiều cái ví chữ lạnh như như vậy thì thứ nhất là chia ra để mà lưu trữ để cho an toàn hơn thứ nhì nữa là lúc nào các bạn cũng cần phải có hơn một cái ví chữ lạnh lỡ như là giống như là các bạn thấy được là số lên quá cao các bạn cần phải bán bây giờ các bạn cắm vào máy di tính và sử dụng tự nhiên là cái ví chữ lạnh này bị hư thì các bạn coi như là cũng xong các bạn cần phải order cái máy mới các bạn cần phải chờ cái máy mới tới nhà để mà họ phục lại cho nên các bạn thấy là sẽ tốn uh, nhiều thời gian cho nên đúng là các bạn cũng cần phải có hơn một cái ví ở trong nhà để cho phong bị đó là điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ và đương nhiên một những điều quan trọng nhất đó chính là khi mà các bạn mua ví chưa lạnh thì các bạn phải set up như là của máy mới thường đã chia sẻ trong cái video mà thường làm cái một năm những bạn nào mà mua cái máy mà nó đã có sẵn hai bốn ký tự do người ta chỉ các bạn là bây giờ nhập hai bốn ký tự vào để sử dụng máy cái đó là sai tại vì cái đó là người ta đã set up rồi thì cái người mà có hai bốn ký tự đó sẽ có thể lấy được tiền của các bạn đây là những cái khó khăn khi mà các bạn sử dụng ví chưa lạnh cho nên các bạn thấy được là lưu trữ đâu cũng có cái sự khó khăn của nó giống như các bạn lưu trữ trên sàn thì sợ là sàn bị hát sàn bị sập các bạn lưu trữ trong những cái ứng dụng thì sợ là ứng dụng cũng bị hát bị sập hay là các bạn lưu trữ trong những cái dịch vụ thì sợ là dịch vụ đã bị phá sản nhưng mà các bạn từ lưu trữ thì cũng có những rủi ro cho nên lúc nào các bạn cũng cần phải chia ra để mà lưu trữ đây là một trong những cái suy nghĩ khác biệt của thuận trong cái thời điểm này so với cái t 3 năm nếu như các bạn hỏi thuận cái t 3 năm nó lưu trữ đâu an toàn thì Thượng chỉ nói duy nhất một câu đó chính là lưu trữ trong ví chưa lạnh nhưng mà bây giờ tình hình đã khác rồi các bạn thấy được là chúng ta đã đi vào một cái thời kỳ mà tiền kỷ thuật số quá đáng giá cho nên các bạn cần phải chú tâm khi mà lưu trữ tiền kỹ thuật số nhất là khi mà sử dụng ví chữ lạnh bây giờ chúng ta à, bấm là chúng ta đã có hai bốn ký tự này rồi tại vì sao tại vì lỡ như mà cập nhật thất bại đó mà các bạn không có hai bốn ký tự thì các bạn sẽ không khi nào mà hồi phục cái ví này lại được đây là điều rất quan trọng bây giờ thì sẽ bấm continue để mà tiếp tục à, sau đó các bạn thấy được là trên màn hình để là đang tải cái cập nhật về và các bạn thấy được là chúng ta phải chờ cho tới lúc mà nó có là một trăm phần trăm ok cái phần kế tiếp này á, cũng rất là quan trọng các bạn thấy được là cái phiên bản mà tải về là cái phiên bản bắt đầu từ cái chữ 5E32 và 56cc thì trên màn hình các bạn cũng sẽ có một cái màn hình để các bạn có thể là xác nhận có cái chữ y chang gì hay là không thì nếu như mà thuận đọc trên màn hình là 5E32 56cc đúng thì thường sẽ bấm để mà xác nhận, để mà chúng ta bước vào cái uh, bước kế tiếp thì sẽ bấm cái nút để mà xác nhận. Sau đó là tại vì uh, thường nói quá lâu khi mà cầm cái máy này thì uh, đã bị tham thì chúng ta cần phải nhập lại cái mật mã. Sau mà các bạn hãy đã bước qua cái bước thứ nhì sau khi nhập vào thì bây giờ là đang cập nhật thì trên cái địa chỉ biến nó sẽ để là update như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thường không muốn kéo cái gì này quá, quá dài tại vì nó sẽ bị lỏng thì bây giờ các bạn thấy được là trên màn hình nói là trước hết á, là các bạn cần phải kéo cái dây này ra cái dây USB thì các bạn cần phải rút cái dây USB này ra sau đó thì bước thứ nhì là các bạn bấm cái nút bên tay trái các bạn bấm và giữ luôn sau đó các bạn cắm dây này trở lại thường sẽ làm cho các bạn thấy thì đầu tiên hết là chúng ta sẽ kéo cái dây này ra như là trên màn hình Kế tiếp bấm cái nút bên tay trái, các bạn đè luôn, sau đó là các bạn cắm cho vào. Sau đó trên màn hình các bạn nó nó sẽ bắt đầu là kích hoạt cái chữ là bootloader như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì cái chữ bootloader này các bạn tiếp tục chờ. Bây giờ là trên màn hình đã bắt đầu là có cập nhật thì chúng ta chỉ cần chờ cho đến 100% mà thôi. Chúng ta tiếp tục chờ, các bạn cứ để cho cái máy cứ tiếp tục cập nhật đi, không vấn đề gì hết. Sau đó là các bạn thấy được là đã cập nhật thành công nhưng mà bây giờ đó thì trên màn hình lại nói là reinstall app tại vì ở cái thì bây giờ đó thì tất cả những cái ứng dụng ở trên cái ví chữ lạnh này đó đã bị xóa rồi tại vì sau khi chúng ta cập nhật cái phiên bản mới thì cũng không vấn đề gì bây giờ thì chúng ta có thể là ở trên màn hình nó sẽ kêu các bạn là nhập lại cái pin code cái pin code nghĩa là cái mật mã đó các bạn bây giờ nhập lại cái mật mã để mà kích hoạt thì chúng ta sẽ nhập lại mật mã sau đó thường chia sẻ với các bạn cái bước kế tiếp thì chúng ta sau khi nhập lần mã thì bây giờ bấm là reinstall app thì bây giờ nó sẽ đưa các bạn trở lại cái trang manager à, Thì các bạn cũng phải cần bấm cái nút đó để cho các bạn uh, cho phép là kích hoạt cái nút mà các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì các bạn cần phải bấm cả hai nút Các bạn thấy được trên màn hình để, để bấm cả hai nút Thì chúng ta bây giờ hãy bấm cả hai nút để mà kích hoạt Rồi Bây giờ các bạn thấy được là những cái ứng dụng cũ nó sẽ tự tải lại Như các bạn thấy được là bây giờ là đang tải lại cái ứng dụng Bitcoin Sau đó là để coi coi ứng dụng nào đang tải kế tiếp Là ứng dụng Zcash đã lâu rồi không có sử dụng Zcash Kế tiếp là ứng dụng VeChain Kế tiếp là ứng dụng Litecoin Và cuối cùng là BNB Thì cái máy này bây giờ đó đang lưu trữ tổng cộng là 1, 2, 3, 4, năm uh, 5 cái uh, ứng dụng tổng cộng Và đương nhiên hồi nãy các bạn cũng đã nhớ là trên màn hình đó, nó báo là có rất nhiều uh, những cái ứng dụng chưa cập nhật cái phiên bản mới nhất bây giờ đã hết rồi tại vì khi mà thường install cái phiên bản firmware mới của Ledger Nano S thì sau đó cái ứng dụng cũ đã bị xóa, bây giờ là Thuận tải lại ứng dụng mới. Thì đương nhiên là tất cả đều là phiên bản mới hết. Và bây giờ các bạn hãy đưa trên màn hình để là cái firmware là 1.6.1. Chúng ta coi như đã thành công update cái firmware cho Ledger Nano S rồi. Bây giờ Thuận sẽ kết nối với Ledger Nano X, coi coi là cái máy Ledger Nano X này đã có cái firmware mới nhất hay chưa. Thì để làm điều đó Thuận cần phải rút cái máy cũ ra, sau đó chúng ta kết nối với cái máy mới này và cái Ledger Nano S thì cái dây cái dây nó sẽ khác nha cái dây này nó sẽ khác với lại cái dây mà các bạn sử dụng Ledger Nano X cái dây của Ledger Nano X thì nó sẽ có cái cổng vào lớn hơn và cái dây này sẽ ngắn hơn như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cái dây này nó sẽ ngắn hơn và nó thấy chắc chắn hơn thì chúng ta cũng tương tự giờ thường cần phải kết nối cái máy này với lại USB thì chúng ta cắm vào USB sau đó cũng tương tự các bạn thấy được là trên màn hình đó các bạn cần phải Tại cái dây này ngắn quá thường không thể cho các bạn thấy được Nhưng mà trên căn bản thì cũng tương tự các bạn cần phải nạp những cái mật mã các bạn vào Thì các bạn cứ nạp như bình thường mà thôi Sau đó thì chúng ta cứ chờ kết nối Sau đó thì các bạn cho phép bằng cách là bấm cả hai nút cùng một lúc Như các bạn nhìn thấy trên màn hình Các bạn đã thấy được là trên cái phiên bản Lai Nano S Chúng ta chỉ có 120 kb thôi Nhưng mà trên cái phiên bản Lai Nano S này Các bạn thấy được là tổng cộng chúng ta có tới là 1,8 m, cái dung lượng nó lớn hơn rất nhiều, cho nên các bạn không cần phải xóa à, những cái ứng dụng cũ cập nhật những cái ứng dụng mới, mà nó thể chứa nhiều ứng dụng cùng một lúc, thì cái phiên bản này các bạn thấy được đã là phiên bản mới nhất rồi, cho nên chúng ta thấy là không có cái à, nút để mà cập nhật, nhưng mà trên đây thì, thì thường có một số những cái ứng dụng như là Bitcoin, Cardano, Litecoin và Tron thì những cái ứng dụng này bây giờ đã có phiên bản mới thì chúng ta bấm Update all để update những cái ứng dụng này mà thôi cũng rất là đơn giản cho nên đối với thường thì nếu như các bạn trả thêm một chút tiền để có được cái ví Ledger Nano X thì nó sẽ tiện lợi hơn thì có thể nhiều bạn nói tới đây thì muốn biết là cái sự khác biệt giữa giá cả là bao nhiêu thì um, tùy theo các bạn mua ở đâu nhưng mà chúng ta bây giờ trong lúc chờ đợi cập nhật đó chúng ta lên trên Uh, ledger.com đi mua uh, cái uh, ví chữ lạnh từ cái nơi uh, chính thức đi. Thì những bạn nào mà sống ở Việt Nam đó thì đội thuận Capital uh, có một cái bạn đang bán cái ví này thì cái bạn này là bán cho những bạn nào mà có nhu cầu mà thôi. Nhưng mà những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ sống ở những quốc gia khác đó thì các bạn cần lên trên ledger.com thậm chí các bạn sống Việt Nam cũng có thể lên trên ledger.com, chỉ là các bạn mua thì các bạn phải chờ một thời gian mà thôi tại vì các bạn mua từ Ledger.com thì các bạn cần phải chờ họ gửi về. Đây là cái cách an toàn nhất nếu như mà các bạn muốn an tâm là nhận được cái ví mà cái ví đó không vấn đề gì. Thì chúng ta lên trên đây các bạn thấy được ở đây thì có cái phiên bản Ledger Nano X. Thì Ledger Nano X dựa theo trang web này đó để thường coi là cái giá hiện bây giờ bao nhiêu. Tại vì thường mua cũng lâu rồi. Cái giá các bạn thì được là 119 đô. Thường mới thấy cái giá mới đây. Ồ oh, đây nè. Cái giá là 119 đô như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái phiên bản mà mắc tiền hơn Ledger Nano X còn cái phiên bản mà Ledger Nano S là cái phiên bản mà rẻ tiền hơn thì cái phiên bản này là bây giờ là 59 đô la cho một cái ví dụ là đây là cái giá gốc riêng các bạn phải trả thuế à, và cũng không biết là có tiền gửi hay không khi mà các bạn mua trực tiếp ở trên trang web Ledger Thì còn một phiên bản nữa đó chính là Ledger Blue Thì Ledger Blue thường chưa bị sử dụng và thật ra ở ngoài đời thường chưa thấy ai sử dụng Ledger Blue hết Để cho các bạn thấy được là cái phiên bản Ledger Blue này là như thế nào Thật ra bây giờ trên trang web kiến thức thường cũng không thấy cái phiên bản Ledger Blue này nữa Đây là một phiên bản mà có cái màn hình lớn hơn nhưng mà thường không thấy họ bán trên đây nữa và ngay cả trên product thường cũng không thấy có chữ Ledger blue và cái phiên bản đó thì Thuận không có biết ai sử dụng ngoài đời hết và cũng chưa bao giờ sử dụng cho nên chỉ có hai phiên bản duy nhất bây giờ mà nhiều người sử dụng đó chính là nano s và nano x thì chúng ta bây giờ hãy trở lại Ledger Live đi. Thì bây Ledger Live đã cập nhật cái phiên bản mới nhất rồi và chúng ta vẫn còn nhiều cái dung lượng. Thì tôi hy vọng đây là những cái video bổ ích để giúp đỡ cho các bạn hiểu được về sử dụng ví dụ là như thế nào và các bạn cần phải quan tâm đến những điều gì và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.